biểu, các vị khách quý cùng toàn thể cán bộ và nhân dân xã Châu Thành đã tới tham gia hội thi tiết kiệm năng lượng năm 2019 ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần thi đầu tiên, đó là màn chào hỏi. Màn chào hỏi đầu tiên sẽ là đơn vị bản Naka, cũng là đội thi số 1. Kính mời đội thi của bạn Naska sẽ lên thể hiện cái phần màn chào hỏi của mình. Và xin toàn thể quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay để cổ vũ cái phần màn chào hỏi của đơn vị bản Naka. Hạnh phúc trong tầm tay làm ngày ta chớ ngày, mỗi người hãy vì mọi người tiêu dùng tiết kiệm bạn ơi, tiết kiệm năng lượng bạn ơi. Ui, Tiên ơi, nào chúng ta cùng đi nào. Ôi, ai như bắt được bạn nhà mình thì phải. Chúng em chào các bạn à. Ừ, chào các cô. Bác trưởng bản đi đâu đấy ạ? Để thực hiện tiết kiệm năng lượng. Tôi đi mua cái này về dùng đây, cho nó tiết kiệm. Ồ, thế ạ? Đúng rồi đấy bác ạ. Các sản phẩm có thương hiệu Thái Sơn Năng và những sản phẩm có dán nhãn ngôi sao năng lượng của Bộ Công Thương giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều năng lượng. Hiện nay từ thành thị đến nông thôn, người người nhà nhà đều thực hiện tiết kiệm điện đấy bác ạ. Vì thế nên là vừa rồi tôi cũng đã gọi cho trời điện về thay thế tất cả các hệ thống điện của nhà tôi bằng hệ thống đèn LED, vừa tiết kiệm lại vừa đẹp cho ngôi nhà. Ôi, bác trưởng bản nhà mình có khác chứ em nhỉ, cái gì cũng biết, cái gì cũng đi đầu tiên phong. Cô này quá khen rồi. Thế các cô đi đâu mà xinh xinh váy áo mà vòng bạc đeo tay, em đi đâu hồi thế, đi ngang qua lối này? Dạ, chúng em tham dự hội thi tiết kiệm năng lượng do số mình tà trước đấy bác ạ. Thế à, thạc nào nhìn cô nào cô nấy gọi là xinh như hoa hậu ấy nhỉ. Dạ, bác lại khen chúng em rồi. Mà bác ơi, bác thì cứ gọi là kiến thức đầy mình như thế, hay là bác tham gia thi cùng chúng em, biết đâu lại được giải cao đấy. Được thế thì còn gì bằng, bác đồng ý. Nào, vậy thì còn chờ gì nữa, chúng ta cùng đi nào. Nào. Hãy vì mọi người, vì cuộc sống bên yêu của ta. Bạn đang tôi, hãy vì cuộc sống, vì ngày mai, phát sáng tương lai. Tiếp theo, đã vui lòng qua đây. Mọi người xa, mọi người xa. Bạn ơi, đời nhân đất nước. Tình quên, tiêu hoa tăng vi. Đúng là, những kiếm đã đưa. Hôm nay về với hội thi, chúng tôi không phải chỉ vì thắng thua, cùng nhau cố gắng thi đua, tiếp thu kiến thức để đưa về bàn, giúp nhau dân trí mở mang, tiết kiệm năng lượng đặt lên hàng đầu. Naka xin có lời chào, chào ban giám khảo làm việc công tâm, chào các đội bạn xa gần, cùng nhau đua tài góp phần truyền thông, không nên lãng phí điện năng, chúng ta góp sức ta thực hiện ngay, hãy vì ít nước lời nhạc.
hội triển khai kịp thời. Tiếp theo giới thiệu mọi người, chị Hà Thị Hải ắt thời khỏi chê. Công việc nội trợ đam mê, tiết kiệm điện nước chị bên hàng đầu. Còn tôi tên gọi Minh Tuyệt, dùng điện tiết kiệm em thời tiết phong. Vì đồng chính là tôi đây, trong đội tiên truyền trách nhiệm không quên. Còn tôi tên Thẩm Họ Lan, chức danh trưởng bản kiêm luôn đội trưởng, là người dẫn lối đưa đường, góp phần xây dựng kỷ cương xóm bản. Không quên nhắc nhở bà con tiết kiệm năng lượng mọi người chớ quên. Vâng, kính thưa quý vị, hiện nay vấn đề tiết kiệm điện đang là mối quan tâm của mỗi chúng ta. Tiết kiệm điện là tiết kiệm nguồn năng lượng tài nguyên của quốc gia. Tuy nhiên, vẫn còn có một số hộ gia đình cá nhân chưa hiểu rõ và chưa có kiến thức về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, nên gây lãng phí và ảnh hưởng đến kinh tế gia đình cũng như nguồn tài nguyên của quốc gia. Trong những năm qua, đơn vị bản Đắc A luôn tuyên truyền vận động bà con thực hiện sử dụng tiết kiệm điện một cách hiệu quả nhất. Và ngày hôm nay, chúng tôi đến đây cũng xin gửi đến toàn thể quý vị và các bạn thông điệp vì ích nước lời nhà. Hãy vâng, hôm nay chúng tôi đến đây với tinh thần giao lưu và học hỏi. Mong rằng qua hội thi này, mỗi chúng ta sẽ là những tuyên truyền viên tích cực nhất trong việc tiết kiệm năng lượng. Rất mong sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị cho cả ba đội chơi. Và cuối cùng, xin kính chúc các vị khách quý, quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.